Ngày 16 tháng 8 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 theo quy định. Ban chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư với ba nhân sự. Những người này gồm ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam ông lê minh trí ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao ban bí thư là cơ quan do ban chấp hành trung ương đảng thành lập để giám sát việc thi hành chính sách của đảng quyết định một số vấn đề theo sự phân công của ban chấp hành trung ương Ban bí thư được bầu bởi Ban chấp hành Trung ương có thành phần gồm Tổng bí thư, một số ủy viên bộ chính trị do bộ chính trị phân công và một số ủy viên ban bí thư do Ban chấp hành Trung ương bầu trong số ủy viên Trung ương. Ông Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên, là thạc sĩ luật. Ông Ngọc là cán bộ có thời gian dài công tác gắn bó với ngành công an. Năm 2012, ông mang cấp hàm đại tá, giữ nhiệm vụ tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và trở thành phó giám đốc công an thành phố Hà Nội một năm sau đó. Đầu năm 2014, ông kiêm thêm nhiệm vụ thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Hơn 2 năm sau, ông Ngọc trở thành phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát và được thăng hàm thiếu tướng vào năm 2017. Một năm sau đó, ông giữ cường vị cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu. Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2024 khi được điều động phân công giữ chức tránh văn phòng Trung ương Đảng. Trong giai đoạn công tác trong ngành công an, ông Ngọc được thăng hàm trung tướng vào năm 2021 và thăng hàm thượng tướng cuối năm 2023. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1966, quê ở Hải Dương, là cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Ông từng là phó chính ủy, rồi chính ủy quân khu 2, Đến tháng 4 năm 2021, ông được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông quyết được thăng quân hàm thiếu tướng vào năm 2016, trung tướng vào năm 2020 và thượng tướng vào tháng 8 năm 2023. Tháng 6 năm 2024, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết được bổ nhiệm giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Lê Minh Trí, sinh năm 1960, quê ở thành phố Hồ Chí Minh, là cử nhân luật, Ông Trí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Có thời gian dài công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Trí từng giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu An ninh, rồi Phó trưởng phòng A12B, thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Sau đó, ông làm thư ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tránh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong hơn 3 năm. Tiếp đến, ông lần lượt kinh qua chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi nắm giữ cương vị Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2010. Từ giữa năm 2013, ông Chí làm Phó trưởng ban nội chính Trung ương và được bầu làm viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào tháng 4 năm 2016. Giữ cương vị này từ đó đến nay.